xin trân trọng kính chào bằng một sự quản nhiệm quý đệ tới Chúa, ủy ban truyền sự chấp sự và toàn thể quý cụ kê bàn cho em trong hội thánh Chúa tại Nguyễn Tri Phương, cũng như quý tôi con Chúa xa gần có dịp chiều tối hôm nay trở về nhà của Chúa để cùng thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn một sự quản nhiệm vào hội thánh Chúa tại Nguyễn Tri Phương đã cho tôi có cơ hội buổi chiều tối hôm nay được cùng thờ phượng Chúa với hội thánh và có thời gian quý báu để suy gẫm lời của Chúa với Thánh trong thời giờ này. Vì Chúa Chúa ban phước lành cho thời giờ chúng ta thờ phượng Chúa buổi chiều tối hôm nay và bởi lời của Chúa xin ngài khích lệ chính mình tôi cũng như toàn thể hội thánh trên bước đường theo Chúa. Cảm tạ Chúa vì Jehovah Đức Chúa Trời đã làm cho hội thánh Chúa tại Nguyễn Tri Vương những việc lớn lao diệu kỳ. Nhân đó chúng ta vui mừng hướng đến lễ cảm tạ Chúa và kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Thánh sẽ được long trọng tổ chức trong ít tháng tới đây. Và khi chúng ta nhìn lại dòng lịch sử suốt 70 năm đã qua, Đức Chúa đời đã, đã ban phước trên Hội Thánh Nguyễn Tri Vương thật không xiết kể. Hội Thánh đã trải qua nhiều thế hệ chứng kiến những việc lớn Chúa đã làm cách vững bền để gìn giữ và phát triển hội thánh của ngài từ lúc hội thánh được hình thành cho đến ngày hôm nay. Thật xúc động khi chúng ta là thế hệ nối tiếp các bậc tiền nhân để cao rao tin lành ở tại nơi này và ước mong rằng toàn thể quý tôi con của Chúa trong hội thánh cùng dâng lên Chúa một lời cầu nguyện như David đã từng cầu xin với Chúa, lời cầu xin này ký tụ trong Thi Thiên 68 câu 28 rằng Khởi Đức Chúa Trời xin hãy khiến vững bền việc Chúa đã làm trên chúng tôi Và đại ý câu kinh thánh này Cũng là chủ đề tôi xin được suy gẫm lời Chúa về thánh buổi chiều tối hôm nay Đó là việc Chúa vững bền nương trên lời của Chúa Ở trong Thi Thiên chương thứ 68 và chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa trong thời giờ này. Thi Thiên 68 là một thi thiên chứa đầy dữ kiện lịch sử của dân sự Chúa mà David đã nhớ lại để chúc tạ Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc từng phần của thi thiên này, sẽ biết được những việc Chúa làm cách vững bền để gìn giữ dân sự của Chúa. Từ đó, chúng ta có thể liên tưởng đến ngày nay Chúa cũng làm những việc vững bền để gìn giữ Hội Thánh của Chúa hầu cho các cửa âm phủ không thắng được hồi đó. Việc Chúa vững bền gồm những việc gì mà ở trong Thi Thiên chương 68 này đề cập đến. Và tôi xin đúc kết lại ba điều. Thứ nhất, việc Chúa vững bền thứ nhất mà Chúa làm cho dân sự và Hội Thánh Chúa ngày hôm nay đó là Chúa giải cứu và cất gánh nặng Đức Chúa Trời của Noe, Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, của các tổ phụ chúng ta, cũng là Đức Chúa Trời của dân Israel, cũng là Đức Chúa Trời của hết thảy mỗi một người trong chúng ta đang ngồi đây buổi chiều tối hôm nay. Ngài là một Đức Chúa Trời đầy nhân từ, có lòng thương xót, sẵn sàng giải cứu và cất kính nặng của toàn thể dân sự Ngài. Mở đầu thi thiên 68, David hồi nhớ lại lời cầu nguyện của môi xe trong lần di chuyển hòm giao ước của Đức Chúa Trời rời khỏi núi Sinai trong hành trình tiến vào đất hứa. Môi xe từng cầu nguyện rằng hỡi Đức giê va xin trỗi dậy để kẻ thù nghịch Ngài bị tản lạc và kẻ nào ghét Ngài chạy trốn trước mặt Ngài. Dân số ký chương 10 câu 35 và thi thiên chương 68 câu 1 David nhắc lại lời cầu nguyện này của Môi-se và David nói thêm rằng như khói tỏ ra thế nào thì Chúa sẽ làm tan chúng nó thầy ấy như sáp tan chảy trước lửa làm sao những kẻ ác sẽ bị diệt trước mặt Đức Chúa Trời làm vậy. Thi Thiên 68 câu 1 đến câu 3 Hội Thánh chúng ta có lẽ nhớ rất rõ câu chuyện dân Israel được Chúa giải cứu đi ngang qua biển đỏ như đi trên đất khô. Dù đạo binh Pharaoh đuổi theo dân sự của Chúa là một đạo binh hùng mạnh lúc bấy giờ. Pharaoh đem theo 600 xe thượng hạng cùng hết thải xe trong xứ Ai Cập. Trên mỗi xe đều có các chiến binh để đuổi theo dân sự Ngài. Theo mô tả trong suốt giúp tôi ký chương 14 câu 7, Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã giải cứu dân sự Khiến họ đi ngang qua biển đỏ Như đi trên đất cạn Còn hết thải đạo binh pha Là kẻ thù của dân sự Chúa Thì bị chìm giữa biển Và chẳng còn sót lại một ai Theo mô tả của Kinh Thánh Suốt ở e Giáp Thu ký chương 14 câu 21 đến 31 Và sau sự việc đó Kinh Thánh mô tả Dân Israel thấy việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người Ai Cập như vậy, cho nên họ kính sợ Chúa, tin Ngài và tin Môi-se là tôi tớ của Ngài. Suốt Ai Cập tô ký chương 14 câu 31. Trước khi đi qua biển đỏ, dân sự có lẽ nghi ngờ, không tin Chúa, nghi ngờ những lời nói hướng dẫn của Môi-se để dẫn dắt dân sự ra khỏi xứ Ai Cập nhưng mà họ thấy việc Chúa làm Thấy việc Chúa giải cứu dân sự cách lạ lùng Dịu kỳ như vậy Nên họ kính sợ Đức Chúa Trời Tin Ngài Và tin môi xe là tôi tớ của Ngài Cảm tạ Chúa Khi hồi nhớ lại việc Chúa từng rất nhiều lần Giải cứu dân sự của Chúa Và cất kính nặng hàng ngày của họ thì David thốt lên rằng đáng ngợi khen Chúa thai là đấng hàng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng tôi. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời giải cứu chúng tôi, ấy là nhờ Chúa Jehovah mà loài người được tránh khỏi sự chết. Ấy là nhờ Chúa Jehovah mà loài người tránh khỏi sự chết. Thi Thiên chương 68 câu 19 đến 20. Và đúng thật như điều mà David đã ngợi ca Chúa Nhờ Jehovah Đức Chúa Trời Mà loài người được tránh khỏi sự chết Cảm tạ Chúa Vì cả thế giới nói chung và toàn thể tôi con của Chúa tạ Thánh Nguyễn Tri Phương nói riêng Đã nhờ sự giải cứu của Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta Mà chúng ta mới thoát khỏi sự chết Chúa đã giải cứu và cất gánh nặng của loài người chúng ta nhớ điều này để thầm tạ ơn chúa vì mình dù là ai dù là người giàu có hay là người đang nghèo khó người lớn hay trẻ nhỏ người miền bắc miền trung miền nam người sắc tộc hay là người kinh chúng ta rất vinh dự là một trong những thành viên được chúa giải cứu tha tội và cất hết những gánh nặng dễ vấn vương trong cuộc sống để được tận hưởng sự vui mừng bình an và sống trong ơn cứu chuộc của Chúa chúng ta. Và kìa hiện nay, chúng ta đang ở trong nhà Chúa, Hội Thánh Nguyễn Tri Phương thờ phượng Ngài cách phước hạnh như thế này. Khi nhớ lại lịch sử Hội Thánh Chúa tại đây được thành lập, chắc chắn rằng chúng ta nhớ lại ngày xưa sẽ có những người tội lỗi nhiều lắm, sẽ có những người đầy gánh nặng và được Chúa tha tội giải cứu Họ đã được thêm vào hội thánh. Chúng ta nhớ rằng việc này đã được thực hiện rồi. Chúng ta kinh nghiệm rồi. Đang được thực hiện mỗi ngày. Và sẽ còn thực hiện tiếp tục ở trong tương lai. Đây là việc vững bền của Chúa trên hội thánh Ngài. Giống như mỗi lần chúng ta dự tiệc thánh được nhắc nhở điều này. Và chiều tối hôm nay, lát nữa đây, chúng ta cũng sẽ dự thánh lễ tiệc thánh và sẽ được nhắc lại lời của Chúa. Hãy rao truyền sự chế của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Rao truyền sự chế của Chúa, sự giải cứu và cất gánh nặng của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Cô Đinh Tô Nhất chương 11 câu 26 Cảm ơn Chúa việc Chúa vững bền trên con dân của Chúa. Thứ nhất chúng ta ghi nhận Đó là Chúa giải cứu và cất gánh nặng Điều thứ hai Chúng ta tạ ơn Chúa vì việc Chúa vững bền Và với tấm lòng với dân sự của Chúa ngày xưa Và tấm lòng với David Việc thứ hai Chúng ta cảm ơn Chúa Đó là Chúa dẫn dắt và sắm sẵn Trước giả thi thiên 68 ngợi ca Chúa vì Chúa là đấng dẫn dắt và sắm sẵn cho dân sự của Ngài Ở trong Thi Thiên chương 68 câu 7 đến câu 10 Lời Chúa chép rằng Khởi Đức Chúa Trời khi Chúa đi ra trước dân Chúa Và đi tới trong đồng vắng Thì đất trúng động các tầng trời đặt ra nước trước mặt Đức Chúa Trời Các tầng trời đặt ra nước trước mặt Đức Chúa Trời Có nghĩa là các tầng trời đổ mưa xuống trước mặt Đức Chúa Trời Núi Sinai kia cũng rung động trước mặt Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Israel. Đức Chúa Trời ôi, Chúa giáng mưa lớn trên sản nghiệp Chúa khi nó mệt mỏi Chúa bổ nó lại. Hỡi Đức Chúa Trời hội Chúa ở tại đó vì lòng nhân từ Chúa sắm sửa vật tốt cho kẻ khốn cùng. Lời Chúa cho biết rất rõ ràng, rất dễ hiểu. Chúa dẫn dắt dân sự của Chúa khi chúa đi ra trước dân sự đi tới trong đồng vắng và lời của chúa nhắc rằng chúa sắm sửa vật tốt cho kẻ khốn cùng nữa khi dân sự của chúa mệt mỏi sờn lòng thì chúa dẫn dắt bổ sức khi họ rơi vào sự khốn cùng thì chúa sắm sẵn vật tốt cho họ nhớ lại những năm tháng còn trong đồng vắng Chúa đã dẫn dắt và sắm sẵn điều tốt lành cho dân sự của Chúa và Kinh Thánh ký tục rằng Đức sơ va đi trước dân sự ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đường đi ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng cho chúng hầu cho được đi luôn ngày và đêm ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự trụ lửa ban đêm cũng vậy Xuất ở e giáp tu ký chương 13 câu 21 đến 22 Tôi rất thích nghe. Tôi rất thích đọc lại những câu kinh thánh này. Khi Chúa gìn giữ, dẫn dắt và sắm sẵn cho dân sự của Ngài. Chúa đi trước để dẫn đường, để soi sáng luôn cả ngày và đêm. Không phải một buổi mà là luôn cả ngày và đêm Chúa đi trước để dẫn đường, để soi sáng cho dân sự của Ngài, Chúa chẳng bao giờ cách xa dân sự của Ngài cả. Chỉ có dân sự Chúa cách xa Chúa mà thôi Chúa không cách xa họ Lại có lần môi xe đã nhắc Dân sự của Chúa về sự dẫn dắt và sắm sẵn của Đức Chúa Trời rằng Ta đã dẫn dắt các ngươi 40 năm trong đồng vắng Áo sống không cũ trên mình ngươi Giày không mòn dưới chân ngươi Phục truyền luật đặc ký chương 29 câu 5 Môi xe nhắc điều này Không phải ông tự hào vì ông làm điều đó cho dân sự của Chúa Mà hoàn toàn Môi xe hướng dân sự Lên sự cảm tạ Đức Chúa Trời Về sự dẫn dắt Và sắm sẵn của Ngài Cho dân sự của Chúa Trong bài ca của Môi xe Ông cũng làm chứng lại rằng Ngài lấy lòng thương xót Dìu dắt dân này Mà Ngài đã chuộc lại Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài các dân tộc nghe biết việc này đều run sợ cơn kinh hải áp hãm dân sứ Palestine các quan trưởng sứ ê bèn lấy làm bối rối mấy mặt anh hùng nơi mô áp đều kinh hồn cả dân Canaan an đều mất vía sự quảng hốt kinh hải dán cho chúng nó hỏi đức sơ va vì quyền cao nơi cánh tay ngài chúng nó đều bị câm như đá cho đến chừng nào dân Ngài vượt qua. Chúa giúp dân sự của Chúa không phải là nửa vời. Chúa hướng dẫn dân sự Ngài cho đến khi nào họ vượt qua mọi sự tiến vào đất hứa. Đúng y như lời Chúa đã hứa với dân sự của Chúa. Đây là điều mà chúng ta tạ ơn Ngài. Cảm tạ Chúa vì việc Chúa dẫn dắt và sắm sẵn không dừng lại ở một đối tượng là dân sự của Chúa là dân Israel mà còn cho mọi tôi con của Chúa trải các đời với hệ Thánh của Chúa ngày nay Chúa vẫn tiếp tục dẫn dắt và sắm sẵn điều tốt nhất cho tôi con của Chúa như điều sứ đồ Lô từng nhắc rằng ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài rồi. Cô đơn tôi nhất chương 2 câu thứ 9. Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng mình chưa nghĩ đến. Nhưng Chúa đã sắm sẵn những điều tốt lành cho những tôi con yêu dấu của Ngài rồi. Suốt những năm tháng đã trôi qua Từ khi Hội Thánh Chúa tại Nguyễn Tri Phương được thành lập Vào năm 1953 cho đến nay đã 70 năm rồi. Ác hẳn sẽ có vô số điều Đức Chúa Trời làm trên hội thánh để bày tỏ sự dẫn dắt và sắm sẵn của Ngài trên toàn thể tô con của Chúa ở tại nơi này. Chúng ta nhớ lại thầm tạ ơn Chúa vì có đôi lúc bệnh tật được Chúa chữa lành, những lúc nghèo khó được Chúa cho no đầy, lúc xây dựng hay trùng tu đền thờ lúc đang gặp sự thiếu thốn tài chánh, được Chúa tiếp trợ lúc bị bắt bớ, được Chúa bên vực, lại có lúc tưởng chừng như mất hết tất cả. Nhưng Chúa lại ban cho gấp bội phần hơn những gì chúng ta suy nghĩ. Và rồi từng gia đình, từng cá nhân trong hội thánh Chúa tại đây đã, đang và sẽ tiếp tục kinh nghiệm sự dẫn dắt và sắm sẵn của Chúa y như điều Ngài đã phán hứa và minh chứng là dân sự của chúa điều thứ ba cũng là điều sau cùng tôi muốn được suy gẫm lời chúa với hà thánh trong buổi chiều tối hôm nay về việc chúa vững bền thứ ba đó là chúa binh vực và sự đón công bình chúa binh vực và sự đón công bình khi dân sự của chúa đang làm nô lệ đầy cực nhọc khổ sở bị hiếp đáp và không có sự tự do để thờ vượng Chúa ở tại một xứ là Ai Cập hay còn gọi là Ai thì Chúa đã thấy rõ, Chúa đã nghe thấu, Chúa đã biết được hoàn cảnh của dân sự Ngài nên Chúa hiện ra cùng môi xe ở trong bụi gai cháy và phán cùng môi xe rằng ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai và có nghe thấu nghe thấu tiếng kêu riêu vì có người đốc công của nó phải ta biết được ta biết được nỗi đau đớn của nó cho nên ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Egypto dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi đượm sữa và mật vậy bây giờ hãy lại đây đặng ta sai ngươi đi đến Pharaoh để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Suốt Ai ký chương 3 câu 7 cho đến câu thứ 10. Giờ và Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng là một Đức Chúa Trời toàn tri, là đấng quyền năng, Chúa là đấng binh vực và sự đón công bình cho dân sự của Ngài. Chúa đã từng biết bao lần giải cứu binh vực dân sự của Chúa và tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù của dân sự Giống như điều mà Môi xe lẫn David từng chứng kiến điều này Và làm chứng lại rằng Một khi Chúa trỗi dậy Thì sẽ khiến các kẻ thù nghịch ngài Phải bị tản lạc Những kẻ ghét ngài Thì phải chạy trốn Chúng nó như khói tan ra Và sáp tan chảy trong lửa vậy Đức Chúa Trời sẽ đạp nát đầu Kẻ thù nghịch ngài Đỉnh tốc của kẻ cứ phạm sự gian ác Thi Thiên chương 68 câu 1 đến câu 3 và câu 21. Chúa là đấng sự đón công bình. Cho nên chúng ta hãy đi trong đường lối công bình mà Chúa đã hướng dẫn, đã nhờ các tổ phụ truyền cho chúng ta ngày hôm nay thực hành. Đối với những ai đi trong đường lối công bình, Chúa ban phước nhiều lắm. Và ở trong thi thiên 68 đã cho biết Họ sẽ vui vẻ, hớn hở, nức lòng mừng rỡ và hát sướng cho Đức Chúa Trời. Thứ đến nữa là, kẻ nào đang cô độc thì có nơi ở được nhận Ngài làm cha, kẻ gó bụa được Chúa làm quan xét vừa giúp. Ở trong chương 68 câu 5 và câu 3, kẻ nào đang bị cầm tù sẽ được giải cứu ra và hưởng sự may mắn. Ở trong câu thứ 6, những kẻ phu tù thì được trở về trong sự thờ vượng Chúa. Trong câu thứ 18, và phước hạnh nhiều quá Dân sự của Chúa đã kinh nghiệm tôi con của Chúa ở các nơi đã kinh nghiệm khi chúng ta đi theo đường lối công bình Chúa đã vạch sẵn phước hạnh cập theo. Không riêng gì dân sự của Chúa bị nhiều kẻ thù quay quanh. Hội thánh Chúa ngày hôm nay khắp nơi trên thế giới cũng thường đối diện với nhiều sự chống đối, nhiều sự bất bớ và ham dọa khi chúng ta xem lại lịch sử hội thánh chúa chung ngày xưa cho đến ngày hôm nay nhưng cảm ơn chúa vì chúa vẫn binh vực hội thánh của ngài các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được hồi đó nhiều nơi trên thế giới hội thánh chúa bị tấn công bởi các tà giáo nhiều nơi thì bị buộc phải đóng cửa tháo gỡ các thập từ giá nhiều nơi lại bị chèn ép bởi những luật can thiệp quá sâu vào nội bộ cũng như các đời sống tín hữu của tín lành. Nhiều nơi thì bị giam cầm, tra khảo, vu khống. Tôi nhớ có lần ba tôi làm chứng lại trong sự học viện Chúa của ba tôi mới bắt đầu nhận nhiệm sở về một hội thánh nọ. Lúc đó hai mươi mấy tuổi thôi thì có những người lãnh đạo địa phương đến muốn mượn cơ sở nhà của Chúa để làm nhà văn hóa chủ nhật thì cho hội thánh nhóm thờ vượng Chúa ngày thường thì dùng làm nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng và ba tôi khước từ ba tôi nói rằng tôi được giáo hội bổ nhiệm về đây để dẫn dắt bầy chiên gìn giữ cơ sở nhà của Chúa và nơi đây chỉ là nơi để rao truyền tính lành là nơi thờ vượng Đức Chúa Trời mà thôi không thể làm nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng được khi mượn không được cơ sở nhà chúa thì người lãnh đạo địa phương đập bàn và nói lớn tiếng rằng ba tháng nữa mà tôi không đóng cửa được nhà thờ này tôi sẽ từ chức ba tháng cái hạn đó chưa đến mới một tháng sau thì cái người nói câu đó chết có một lần tôi đi lên vùng tây nguyên có một trưởng điểm nhóm làm chứng với tôi rằng trước đây bị bắt bớ nhiều lắm bây giờ thì đỡ rồi trước đây có một người nữ lãnh đạo địa phương đứng chỉ thẳng lên thập tự giá ở tại điểm nhóm bảo trưởng điểm nhóm nó phải gỡ xuống đi nhưng mà người trưởng điểm nhóm này nói rằng chúng tôi không có thờ thập tự giá Thập tự giá là biểu tượng tình yêu thương Chúa Giêsu từng chết thay cho loài người tại đó. Chúng tôi gắn thập tự giá để cho người ta biết rằng đây là một cộng đồng tin theo Chúa Giêsu thế thôi. Và ở các nghĩa trang gần đây ở trên các phần mộ người ta vẫn gắn đầy thập tự giá ra. Cô muốn tháo dỡ thập tự giá ở trên điểm nhóm tự cô lên tháo đi và người nữ lãnh đạo này là nữ mà nó cũng cao cho nên không thể tự mình lên tháo gỡ thập tự giá xuống được vài ngày sau hội thánh không làm gì cả vẫn cầu nguyện với chúa để sự bắt bớ trôi qua thì hay tin rằng cái người nữ đó mâu thuẫn với chồng mình và tự vẫn rồi cách đây vài ngày có một sinh viên thần học khóa 10 đang thực tập ở một vùng mà đang chịu sự bắt bớ nhiều lắm và chúng ta cầu nguyện cho những vùng như thế ở tại đất nước của mình. Thầy này nói với tôi rằng mục sư ơi xin mục sư hãy cầu nguyện cho các anh em tín hữu tại nơi này với. Bởi vì sao? Tôi hỏi vì sao vậy? Thầy này trả lời rằng người ta không cho người tin lành uống nước sạch và nói rằng Nước sạch là để cấp cho dân mà thôi, không cấp cho người theo đạo tin lành. Nói như thế, chúng ta hãy cầu nguyện cho những vùng khó khăn như thế ở tại đất nước mình hiện tại nơi với cụ quyên bạn cho em. Chúa là đấng công bình. Chúa binh vực và sự đón công bình Chúng ta cầu nguyện cho những người thốt ra những lời bất bớ Con cái của Chúa như vậy Họ sẽ tin nhận Chúa trong một tương lai gần nhất Trước khi quá muộn Vì Chúa của chúng ta là đấng sự đón công bình Chúng ta đừng rủa xã họ Hãy cầu nguyện cho họ được tin nhận Chúa Đó là điều mà Chúa muốn Dù ra sao thì hãy nhớ rằng Chúa của chúng ta là đấng công bình, Chúa sẽ binh vực tôi con của Ngài. Chúa đã ở cùng và gìn giữ Hội thánh Chúa tại Nguyễn tri phương đây suốt 70 năm qua thế nào thì những tháng ngày sắp đến tin chắc rằng Chúa vẫn ở cùng và gìn giữ tôi con của Chúa tại đây cũng thế ấy. Chắc chắn một điều rằng trước đây từ ngày thành lập hội thánh đến hôm nay cũng rất nhiều sự bắt bớ những thử thách đã đến với hội thánh tại nơi này. Nhưng Chúa gìn giữ bảo tồn hòa thánh của Chúa còn tồn tại. Chúa của chúng ta đã đến thành tính vẫn y nguyên không hề thay đổi. Phaolô trong những ngày tháng sau cùng trước khi tuận đạo ông cho biết rằng Chúa mới là quan án công bình. Phaolô biết rằng ông sắp tử vì đạo rồi. Ông sắp bị xử đón bằng cách không công bình theo luật của người thế gian họ đã vu khống ông để ông đối diện với sự chết nhưng ông không sợ hãi mà khuyên con cái của Chúa rằng hiện nay mẫu triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta Chúa mới là quan án công bình sẽ ban mẫu ấy cho ta trong ngày đó không những cho ta mà thôi nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài nữa. Timothée nhất, Tiếp theo gì chương 4 câu thứ 8 Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà Kinh Thánh gọi là thời kỳ sau rốt Thời kỳ cuối cùng của muôn vật đã gần là kỳ mà ma quỷ đang giận quản rình mò xung quanh tôi con của Chúa để rình xem người nào nó có thể cắn nuốt được. Có thể sẽ có những bắt bớ, có thể sẽ có những sự gian dối khắp nơi có thể sẽ có những lời vu khống cặp theo Nhưng Chúa mới là đấng Sự đón công bình Ngài đã để dành sẵn mão trùy thiên công bình Cho mọi kẻ yêu mến sự khiền đến của Ngài Cho nên đừng ai trong chúng ta nản lòng Hay bỏ cuộc vì có một lời nói của ai đó Vì có một hành động nào đó của anh em mình Chúng ta hãy chung tính theo Chúa cho đến cuối cùng. Hãy nhìn vào lịch sử Thánh Chúa chung trên thế giới và riêng là Thánh Chúa tại Nguyễn Tri Phương đây để thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn ở cùng tôi con của Chúa. Dù sự thật, Hội Thánh cũng đã trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn rồi. Việc Chúa thì luôn luôn vững bền. Có một điều chúng ta phải vững bền với Chúa đó là đức tin của mình phải vững bền với Chúa qua những việc Ngài đã làm cho mình. Việc Chúa thì đã vững bền rồi, mà đức tin của mình có vững bền không? Ước ao rằng chính mình tôi với cụ quý ông bà chị em trong hình ảnh của Chúa hãy có đức tin vững bền với Chúa, không thay đổi. Chúng ta hãy tin việc Chúa vững bền Tin Chúa đã giải cứu và cất kính nặng cho mình, dẫn dắt và sắm sẵn cho mình, binh vực và xử đón công bình cho mình, để đức tin của mình luôn luôn vững bền trên bước đường theo Chúa như lời khuyên của Phao Lô trong Kinh Thánh rằng Hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ và hãy chư giật trong sự cảm tạ. Cô Lô Xe chương 2 câu thứ 7 khi hướng đến lễ cảm tạ Chúa 70 năm Hội Thánh Nguyễn Tri Phương được thành lập Cũng là dịp chúng ta nhìn lại ơn phước của Chúa ban cho Và những điều Ngài làm trên Hội Thánh của Ngài Để mỗi đời sống của chúng ta Xin Chúa đời sống thuộc linh của mình Được Chúa thúc đẩy mạnh mẽ càng hơn Được tấn tới trong ân điển của Chúa Lời của Chúa chép rằng Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng để khỏi bị quả trách trong ngày của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Cô Đinh Tô nhất chương 1 câu thứ 8 Kính thưa toàn thể hội thánh Trong suốt hơn một tháng đã qua Hội thánh Chúa tại đây Đã được một sự quản nhiệm giảng dạy nhiều Về chủ đề liên quan đến một đời sống cảm tạ Chúa nào là chúng ta đã được học những chủ đề như là nền tảng của sự tạ ơn lý do tạ ơn chúa phương cách tạ ơn chúa và sáng nay là ích lợi của lòng biết ơn vì sao một sự quản nhiệm truyền thông điệp để thánh của chúa tại đây biết ơn chúa tạ ơn ngài vì sao vậy bởi vì biết bao điều chúa đã làm trên toàn thể tôi con của chúa Chúng ta nhìn lại suốt 70 năm đã qua và hơn thế nữa ở trong tương lai như lời Chúa đã hứa. Và tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trên hội thánh Chúa tại nơi này thì Ngài cũng sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jesus trở lại. Giống như điều mà Phaolô đã từng chia sẻ cho hội thánh Philip nội dung này ở trong Philip chương 1 câu thứ 6. Nguyện xin Chúa dùng lời của Chúa buổi chiều tối hôm nay khích lệ chính mình tôi cũng như toàn thể tôi con của Chúa trong hội thánh. Chúng ta nhớ lại việc Chúa vững bền cho chính mình, gia đình, hội thánh Chúa riêng tại nơi này và tôi con Chúa trên toàn thế giới để chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa và có một buổi lễ cảm tạ Chúa kỷ niệm 70 năm thành lập hội thánh cách phước hạnh. Và sau cái ngày lễ cảm tạ đó Chúng ta cũng sẽ sống một đời sống đức tin Đầy vững bền với Chúa Vì việc Ngài luôn vững bền cho dân sự của Chúa Xin Chúa ban phước cho chính mình tôi Cũng như toàn thể tôi con của Chúa Trong hội thánh qua sự thờ phượng Chúa buổi chiều tối hôm nay Xin cảm ơn và trân trọng kính chào toàn thể hội thánh